Tối ngày 30 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng phối hợp cùng Công an địa phương đã tống đạt các quyết định tố tụng đối với Trần Thị Hoàng Anh, 29 tuổi, trú tỉnh Nam Định liên quan vụ án lợi dụng chuyến bay giải cứu để lừa đảo. Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam Anh để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời tiến hành khám xét nơi ở của người này. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định bà Anh là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại, dịch vụ và du lịch Nhi Anh. Công ty này không có chức năng và cũng không được cấp phép đưa người nước ngoài về Việt Nam. Tuy nhiên, trong năm 2021, bà Anh đã thông qua nhiều cách để quảng bá dịch vụ này. Từ đây, đã có hàng chục người liên hệ trực tiếp bà Anh hoặc thông qua các đầu mối để đăng ký về nước thông qua các chuyến bay giải cứu. Bà Anh đã yêu cầu mỗi khách hàng phải đóng tiền trọn gói từ 50 đến 70 triệu đồng. Số tiền này bao gồm tiền vé máy bay, chi phí xét nghiệm COVID-19, chi phí cách ly. Nhiều người đã chuyển tiền cho bà Anh với tổng số tiền nhiều tỷ đồng. Trong thời gian chờ đợi được giải cứu, bà Anh đã sử dụng cốt vé máy bay và giả mạo các công văn của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 để khách hàng tin tưởng, tiếp tục chuyển tiền. Nhận đơn tố cáo của các bị hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng đã tiến hành điều tra các hành vi của bà Anh. Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị ai là bị hại của bà Anh thì liên hệ công an để cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra.